Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, hàng năm đóng góp hơn 50% sản lượng lúa cả nước và trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, chính điều kiện hai mùa mưa nắng rõ rệt cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt với nhiều cửa sông đã gây nên tình trạng nước mặn xâm nhập vào đất liền vào mùa khô. Hiện nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 35% diện tích đất chịu ảnh hưởng mặn. Sản xuất nông nghiệp truyền thống của người nông dân nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa hàng năm. Những năm gần đây, được sự khuyến cáo của các ngành chức năng, nhiều bà con đã mạnh dạn áp dụng mô hình vừa làm lúa mùa mưa vừa nuôi thả tôm vào mùa khô rất hiệu quả. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích canh tác lúa tôm trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long khoảng 140.000 hectare và nhiều năm qua đã chứng tỏ đây là mô hình hiệu quả, bền vững và phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Thực tế cho thấy, đất canh tác sau khi nuôi tôm trở nên màu mỡ hơn, tạo điều kiện cho cây lúa phát triển mạnh. Bên cạnh đó, các chi phí đầu tư cho phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm đáng kể. Sau mỗi vụ thu hoạch tôm, các chất mùn, chất hữu cơ, vi sinh và thức ăn thừa của con tôm sẽ tích tụ lại dưới nền đáy và là nguồn dinh dưỡng dồi dào rất tốt cho cây lúa. Trong cái mô hình này đó thì nó tận dụng được cái lợi thế là đối với vùng Quảng Bình thường là thiếu nước ngọt trong mùa khô và mùa mưa đó thì mới có nước để mà canh tác. Thường là khoảng tháng 1 đến tháng 8 thì bà con nông dân nuôi tôm, sau đó thì khoảng tháng 9 cho đến đầu năm sau đó thì bà con nông dân trồng lúa. Qua nhiều năm thực hiện cái mô hình này thì kết quả như vậy hàng năm thì theo tính toán trong năm 2011 thì chúng tôi tính toán thì bà con nông dân đã thu lợi được trong cái mô hình này là khoảng 44 triệu đồng trên một hecta trong một năm. Tuy vậy, thời gian qua do người dân chạy theo lợi nhuận từ con tôm, canh tác không tuân thủ lịch thời vụ nên môi trường nuôi dần bị suy thoái, từ đó dịch bệnh trên tôm xuất hiện ngày càng nhiều. Với gần 92% diện tích nuôi tôm cả nước, hàng năm đồng bằng sông Cửu Long cung ứng hàng trăm ngàn tấn tôm nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Đến tháng 6 năm 2012, toàn vùng đã thả nuôi khoảng 575.721 hecta, nhưng có hơn 37.000 hecta bị thiệt hại, chiếm trên 6% diện tích thả nuôi và tập trung nhiều ở một số tỉnh ven biển. Do thiệt hại trên diện rộng và kéo dài nên sản lượng tôm nuôi giảm đáng kể, lợi nhuận không cao do chi phí xử lý dịch bệnh tăng. Chính vì thế, những hộ chuyên canh tôm thời gian qua đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, không ít hộ nuôi tôm bị mất trắng. Bản thân gia đình là nuôi tôm tới giờ thì năm nay gần 10 năm, thì xét thấy là nuôi tôm nó phải trồng lúa với nuôi tôm phải gắn liền. Nếu mà không bỏ lúa thì nó không có, con tôm nó không kết quả. Còn nếu nuôi tôm mà có trồng lúa thì nó chuyển qua màu đất, nó có màu mỡ với cây lúa nó tốt. Về hiệu quả thì năng suất lúa thì một năm thì thu vô thì nó cũng không lợi con tôm, nhưng mà con tôm nó rất là đáng kể. Con tôm nó lợi nhuận gấp mấy lần, 2-3 lần lúa đó. Có cây lúa thì nó thu một hecta chừng 3 tấn mấy 4 tấn. Canh tác lúa ở trên cái nền đất mà chúng ta nuôi tôm đó thì chúng ta phải lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là cái đặc tính về thời vụ. Thời vụ mà chúng ta trồng lúa thì sau vụ tôm. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện mà đất đai mà chúng ta trồng lúa đó thì đất đa số đã bị nhiễm mặn. Chúng ta phải cải tạo đất, rồi chúng ta rửa mặn cho thật tốt để làm sao cái độ mặn dưới 3 phần ngàn thì chúng ta gieo xạ thì mới thành công. Và thứ ba nữa là trong cái điều kiện nếu mà chúng ta đất của chúng ta mà nó bị nhiễm mặn cao nhiều năm thì chúng ta phải tăng cường bón vôi hoặc là phân hữu cơ. Trong quá trình canh tác thường thì ít bị dịch bệnh xảy ra, chủ yếu là chúng ta tránh cái trường hợp mà đất bị ngộ độc mặn, chúng ta phải xử lý trường hợp ngộ độc mặn. Trồng lúa sau mỗi vụ nuôi tôm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với độc canh cây lúa hoặc chuyên canh con tôm theo hình thức quảng canh cải tiến. Ngoài việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thì bà con cần tuân thủ quy trình canh tác hợp lý để có một vụ mùa bội thu. Canh tác lúa trên đất nuôi tôm hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, đặc biệt là lượng mưa phân bổ hàng năm. Lượng mưa thấp, sản xuất lúa trên đất nuôi tôm sẽ không có hiệu quả. Nhằm giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt,
có đủ sức chống chịu với các điều kiện bất lợi, mang lại năng suất cao, thì thời vụ gieo trồng là yếu tố rất quan trọng trong quy trình kỹ thuật canh tác lúa sau vụ nuôi tôm. Bà con cần lưu ý bố trí vụ nuôi tôm kết thúc sớm vào đầu mùa mưa để có thời gian rửa mặn triệt để. Sau khi nuôi tôm đó, thì ở tại tỉnh Kiên Giang này thì bà con nông dân thường thả nuôi tôm khoảng cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đến tháng 8 dương lịch. Thì đó là cái thời vụ nuôi tôm. Thì sau cái thời vụ nuôi tôm này thì bắt đầu đầu tháng 9 thì bà con nông dân tiến hành gieo xạ đối với các cái giống lúa ngắn ngày. Còn đối với những cái giống mà lúa mùa đó thì bà con nông dân gieo xạ sớm hơn. Thường thì khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 thì bà con nông dân gieo mạ và đến tháng 9 thì bà con nông dân cũng cấy. Ngoài yếu tố thời tiết, rửa mặn cũng là một khâu rất quan trọng. Khi kết thúc vụ nuôi tôm, bà con chú ý cho nước ra vào thường xuyên. Sử dụng nước mưa, nước ngọt trên sông để rửa mặn. Sau mỗi cơn mưa, bà con nên giữ nước cho ngập mặt ruộng để qua 1-2 ngày nhằm tạo điều kiện cho lượng muối trong đất hòa tan vào nước mưa. Sau đó sổ cạn như trước và lại đón tiếp những trận mưa sau. Thì bà con nông dân cũng lưu ý là đối với cái khâu lập đất, thì cái khâu này cũng rất quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta nuôi tôm như vậy thì chúng ta đưa cái nước mặn vào trong cái ruộng. Như vậy đó thì đất của chúng ta nó bị nhiễm mặn. Sau đó thì chúng ta trồng lúa trở lại, nếu mà chúng ta không có rửa mặn tốt đó thì mặn nó sẽ ảnh hưởng đến cây lúa và cây lúa không phát triển được. Để mà cải tạo đất, để chúng ta rửa mặn cho đất đó, thì bà con nông dân lưu ý là chúng ta phải dùng cái máy xới để chúng ta xới. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải xới cho sâu là khoảng 1,5 đến 2 tấc. Thì khi chúng ta xới sâu như vậy đó, mà xới kỹ đó thì có điều kiện 1-2 cơn mưa đầu mùa thì nó rửa mặn đi. Hoặc là chúng ta bơm nước lên ruộng 2 đến 3 lần. Chúng ta rửa mặn, sau đó thì chúng ta đo độ mặn lại. Nếu độ mặn ở trong đất mà nó dưới 2 cho đến 3 phần ngàn thì chúng ta có thể tiến hành xạ hoặc là cấy lúa được. Trong kỹ thuật canh tác lúa trên đất nuôi tôm thì việc làm đất có ý nghĩa quan trọng và quyết định trực tiếp tới năng suất. Qua một vụ tôm, chất mặn ngấm trong đất, vì thế bà con nông dân cần tiến hành rửa mặn, cải tạo triệt để nhằm tạo điều kiện cho cây lúa phát triển tốt. Bà con có thể đánh các rãnh dọc theo phần mặt hay chân bờ ruộng, rãnh rộng 3 tấc, sâu 1 tấc. Các rãnh này có tác dụng giúp cho quá trình tháo rửa phèn mặn đạt hiệu quả tối đa. Trong giai đoạn làm đất, bà con có thể bón lót phân lân để cải tạo đất, tăng cường khả năng phân hủy bã hữu cơ, hạ phèn và giải độc. Đối với những ruộng có độ mặn cao thì cần tăng cường lượng vôi và phân hữu cơ cho đất. Có thể bón từ 300 đến 500 kg vôi và 300 đến 500 kg phân hữu cơ cho 1 hecta. Lượng vôi và phân hữu cơ cung cấp trong giai đoạn này sẽ giúp cho đất có độ pH ổn định, hạn chế tác hại mặn xâm nhập vào cây lúa cũng như giữ cho những độc tố như sắt, nhôm không gây độc cho cây lúa, tạo điều kiện cho lúa khỏe mạnh và phát triển tốt ngay từ đầu vụ. Sau cái khâu làm đất xong thì chúng ta tiến hành cái khâu là bón lót để trước khi gieo xạ. Thì cơ bản thì chúng ta sử dụng cái bón vôi và kết hợp có thể là chúng ta bón thêm cái phân hữu cơ, trung bình thì khoảng 150 kg cho 1 hecta. Thì sau khi bón lót xong thì chúng ta gieo xạ thì giúp ban đầu cho cây lúa nó khi nó ra rễ và nó có được cái nguồn thức ăn ngay từ đầu, nó phát triển nó ổn định hơn. Thì nếu mà sau vụ tôm thì tôi cũng cải tạo đất, cải bừa xong rồi tôi bón lót là phân đại nông, mà trước đó là đại nông 3. Đại nông 3 thì 1 hecta tôi xài là 80 kg, nhưng mà thấy nó cũng rửa mặn, chịu phèn thì thấy cũng hay lắm, giờ cây lúa phát triển tốt. Trồng lúa trên nền nuôi tôm, quản lý độ pH là rất quan trọng, tuy vậy độ phèn vẫn chỉ được cải tạo ở một giới hạn nhất định. Ở những vùng đất xung quanh bờ bao thì độ phèn vẫn còn khá cao. Sau những trận mưa, nước trên bờ bao rửa trôi phèn từ trên bờ bao xuống mặt ruộng, làm cây lúa dễ bị ngộ độc. Bà con cần tạo những mương thoát phèn nằm cạnh chân các bờ bao. Với cách làm này thì khi gieo xạ, cây lúa sẽ phát triển đồng đều và không bị nhiễm phèn mặn. Tùy vào điều kiện đất canh tác, đất đai từng dùng mà bà con có thể chọn giống lúa thích hợp. Trong kỹ thuật canh tác lúa trên nền đất nuôi tôm thì bà con cần lưu ý chọn những giống có khả năng chịu mặn, thời gian sinh trưởng ngắn.
Nhiều giống lúa có khả năng chịu được độ mặn đến 4 phần ngàn ở giai đoạn mạ đã được các ngành chức năng khuyến cáo rộng rãi thời gian vừa qua. Hiện nay đó thì đối với giống lúa ngắn ngày đó thì bà con nông dân ở tại cái vùng U Minh Thượng này đó thì sử dụng các giống như là OM2517, OM1490, rồi ZPIN85, rồi OM5451, rồi OM6976 hoặc là các cái giống lúa lai như BTA1. Ngoài ra thì đối với các cái giống lúa mùa thì bà con nông dân cũng sử dụng một số các cái nhóm giống. Ví dụ như giống mùa sớm thì thường sử dụng là cái giống ba bùi. Rồi giống mùa lỡ thì bà con nông dân thì sử dụng cái giống trắng hòa bình, rồi một bụi. Rồi đối với giống mùa muộn thì trổ khoảng tháng 12 đó thì các cái giống như là trắng tép, rồi tàu binh, vân vân. Bên cạnh các giống lúa cao sản ngắn ngày, trong thời gian qua các ngành chức năng còn khuyến cáo bà con sử dụng các giống lúa lai như BTA1 trên nền nuôi tôm. Với khả năng sinh trưởng mạnh, năng suất cao hơn hẳn so với lúa thuần và lúa mùa địa phương, giống lúa lai hiện đang được nhiều nông dân chọn lựa. Tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, các giống này hiện chiếm khoảng 10% diện tích sản xuất theo mô hình luân canh lúa trên ruộng nuôi tôm. Chúng ta có thể sử dụng một số cái giống lúa lai. Thì giống lúa lai hiện nay đó thì bà con nông dân thường sử dụng các cái giống như là BTA1. Thì qua cái kết quả chúng tôi khảo sát đó thì cũng thấy được rằng là khi mà chúng ta đưa cái giống lúa lai này lên trên cái ruộng nuôi tôm này đó thì cải tạo được cái đất để sau cái vụ lúa đó thì nuôi tôm lại đó giúp cho cái điều kiện môi trường sinh thái nó tốt hơn. Và cái thứ hai nữa thì khi mà chúng ta canh tác mà nó tốt đó thì cái lúa lai này cũng cho được cái năng suất cao. Và theo cái kết quả khảo sát đó thì có trường hợp là năng suất cao khoảng 6 tấn đến 7 tấn trên 1 hectare. Đối với phương pháp gieo xạ, hiện nay trên vùng lúa mùa cũng có bà con nông dân gieo xạ bằng xạ hàng nhưng ít tập trung, chủ yếu là xạ thưa và cấy mạ. Lưu ý, trước khi tiến hành, bà con nên rút nước khô mặt ruộng. Sau khi xạ, nên thay nước thường xuyên để giảm nhiệt độ và hạn chế phèn mặn gây hại cho lúa. Đối với phương pháp gieo mạ cấy, nên tận dụng những nơi có điều kiện tốt nhất để gieo mạ. Lượng giống cho 1.000 mét vuông mạ cần từ 60 đến 70 kg. Trong canh tác, ta nên chọn ruộng có điều kiện chủ động về nguồn nước để nhẹ công chăm sóc. Bà con cần tuân thủ chế độ cung cấp nước và thoát nước thích hợp để cây lúa sinh trưởng tốt. Trên đất nuôi tôm, cây lúa cần cung cấp nhiều lượng lân để phát triển tốt, giúp cây lúa tránh được hiện tượng ngộ độc phèn. Khâu làm đất, cần bón các loại phân có tác dụng cải tạo đất như phân hữu cơ, vôi hay phân lân trước khi cày xới. Trên đất nuôi tôm, do lớp bùn non rất tốt, đủ sức nuôi cây lúa trong tháng đầu. Nếu bón phân sớm nhất là đạm, cây lúa sẽ dễ bị bệnh đạo ôn cháy lá tấn công. Vì thế bà con lưu ý không nên bón phân có chứa nhiều đạm trong thời gian đầu. Sử dụng phân bón thì cái phân nó cũng nhẹ thôi, nhưng mà nó sử dụng là đại đa số là phân hữu cơ như là phân đại năm, phân đại năm bốn, mình làm bón lót hoặc là bón vôi rồi mình là mới xạ vô. Rồi mình đi phân cũng vừa thôi chứ cũng không có như là lúa, cây lúa mà như các nơi khác xài phân nó nhẹ. Vì vùng đất này nó có tôm, nó có hữu cơ sẵn nó nhiều lắm. Giai đoạn bón nuôi hạt, bà con cần chú ý thời tiết và sinh trưởng của lúa, nhất là màu lá lúa, để xem có cần bón hay không và chỉ bón khi thật sự cần thiết. Trước mỗi đợt bón, quan sát số chồi tùy vào độ cứng của thân và rễ tốt hay xấu mà có thể tăng hoặc giảm lượng đạm, lân và kali. Giữa các kỳ bón phân có thể bổ sung bằng các loại phân bón lá có chứa nhiều hàm lượng lân, kali và các yếu tố trung vi lượng khác như Đại Nông 3, Bơm Lauer, Vipac 88, vân vân. Tại đây đối với lúa ngắn ngày đó thì bà con nông dân có thể là bón làm 3 lần là 7 đến 12 ngày sau khi xạ thì bà con nông dân có thể bón là khoảng 20 kg ure rồi 50 kg DAP. Rồi 17 đến 22 ngày sau khi xạ đó thì bón 50 kg ure rồi 50 kg DAP và 25 kg chlorokali. Và đối với lần 3 là khi mà lúa có đồng nó dài khoảng 1 đến 2 phân đó thì bà con nông dân bón 30 kg ure rồi 25 kg chlorokali. Đối với lúa mùa thì cũng theo công thức đó, nhưng bà con nông dân chia làm hai đợt bón. Đợt thứ nhất là khi mà chúng ta làm mạ. Trong cái thời kỳ mạ này thì cũng chia làm hai lần bón. Lần bón thứ nhất là 7 đến 12 ngày sau khi xạ thì chúng ta bón 5 kg ure
rồi 5 kg DAP trên 1.000 mét vuông. Và lần 2 là 20 ngày sau khi xạ thì chúng ta bón 10 kg ure và 10 kg DAP trên 1.000 mét vuông. Rồi khi mà chúng ta đưa cái mạ này ra ruộng chúng ta cấy đó, thì bà con nông dân sẽ bón lót 30 kg DAP. Lần 2 là chúng ta bón là khoảng 10 đến 15 ngày sau khi cấy là 45 kg ure, rồi 55 kg DAP và 25 kg chlorokali. Và lần 3 là khi mà lúa có đồng khoảng 1 đến 2 phân thì bà con nông dân bón 40 kg ure và 25 kg chlorokali. Cái công thức này là công thức chung, tùy theo từng vùng đất khác nhau mà chúng ta có thể điều chỉnh công thức phân cho phù hợp. Đối với cái vùng luân canh tôm lúa mà điều kiện mà dinh dưỡng nhiều đó thì chúng ta có thể giảm bớt DAP hoặc ure. Còn đối với một số vùng đất mặn đó thì chúng ta tăng cường thêm lân hoặc là phân hữu cơ, bón phân vôi và phân hữu cơ. Trồng lúa sau khi nuôi tôm thường rơi vào vụ thu đông hoặc đông xuân sớm, trong điều kiện sương mù nhiều, cây lúa dễ bị cháy lá. Ngoài ra, đối với các giống lúa mùa hiện nay, đa số bị nhiễm đầy nâu. Do đó bà con cần lưu ý phòng trị đầy nâu trên giống lúa mùa. Ở những ruộng xạ dày, bón thừa đạm là điều kiện thích hợp để đầy nâu xuất hiện và gây hại. Đầy nâu gây thiệt hại vào bất kỳ giai đoạn nào của cây lúa. Khi mật số đầy tăng cao, có thể phòng trị bằng các loại thuốc đặc trị như Basa, Astara, Phenatin, Gon-50AC. Đối với đầy nâu đó thì trường hợp mà giống lúa ngắn ngày thì chúng ta nên chọn những cái giống mà nó chống chịu được đầy nâu tốt ở trên đồng ruộng. Ví dụ như là giống OM6976 hay là giống OM2517. Hiện nay thì cũng tương đối nó chống chịu tốt được rầy nâu. Thứ hai nữa là nên xạ mật độ vừa phải, và chúng ta phải áp dụng cái nguyên tắc là quản lý dịch hại tổng hợp. Và đối với trường hợp mà mật số rầy nâu cao hoặc là rầy nâu di trú từ nơi khác tới đó, thì chúng ta phải sử dụng thuốc, thì bà con nông dân phải sử dụng những cái loại thuốc đặc trị như là Basa, Mipsai, vân vân, thì chúng ta có thể là chúng ta trị được. Do canh tác chỉ có một vụ lúa nên nguồn bệnh lây truyền trong đất gần như rất ít xảy ra. Việc sâu bệnh tấn công và gây hại chủ yếu là do ảnh hưởng của thời tiết. Sâu đục thân, sâu đục mẹ gây hại cũng khá phổ biến và thường gây hại nặng khi lúa từ 35 ngày đến lúc đồng trổ. Bà con có thể trị bằng cách phun một trong các loại thuốc như Basudin, Badan, Regen. Nguồn nước bị ô nhiễm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tôm chết kéo dài. Rõ ràng, trồng lúa sau vụ nuôi tôm là giải pháp hiệu quả làm giảm sự lưu truyền mầm bệnh cho tôm, nhất là tình trạng nuôi liên tục từ vụ này sang vụ khác. Bên cạnh đó, một vụ lúa sau một vụ tôm còn góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ cho xuất khẩu. Hàng năm, với sự đầu tư của tỉnh thì chúng tôi cũng đã triển khai thi công được nhiều công trình thủy lợi. Đặc biệt là trong cái năm nay đó thì chúng tôi thi công trên 25 công trình. Cái chiều dài, tổng chiều dài nó trên 100 km. Cũng song song có đó thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, trạm khuyến nông khuyến ngư, trạm bảo vệ thực vật, thì xây dựng kế hoạch là tập trung để làm sao để chuyển giao khoa học kỹ thuật về kỹ thuật canh tác lúa cho nền đất nuôi tôm, và cái phong cách là phòng trừ sâu bệnh để làm sao bảo vệ cái vụ lúa cho nó rơm cho nó cho hiệu quả. Hiệu quả của việc trồng lúa trên ruộng nuôi tôm đã được thể hiện rõ trong từng vụ vụ ở khu vực các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Bằng sự quyết tâm của các ngành chức năng cùng sự chủ động của người dân trong sản xuất, trồng lúa trên nền đất nuôi tôm là mô hình hiệu quả, không chỉ gắn kết con tôm và cây lúa, thực hiện tốt mục tiêu đa dạng hóa cây trồng trên các ruộng nuôi tôm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mà còn tạo tiền đề đưa nền kinh tế nông nghiệp nước ta ngày càng phát triển bền vững.